Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ thử đốt nguyên pin của chiếc laptop. Mời các bạn cùng theo dõi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Đừng quên đăng ký kênh để xem những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.